test cái thác Việt Nam 2018 mới làm rồi nè. Mắt kim luôn nè anh em. Nè anh coi cái nồi nè. Chưa ngâm là đụng lóc luôn á. Này nó lém nữa không? Nhưng mà khi anh chạy có tải nó không đụng đâu. Đúng không? Rồi anh cho thử đi. Anh em yêu cầu liên hệ Bảo nha, không có gọi rồi. Quá lẹ. Rồi chúc anh em cuối tuần vui vẻ nha.